Anh xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại bước vào buổi học thứ hai của tuần thứ năm, và đây cũng là buổi học cuối cùng trong cái môn học đầu tiên của chúng ta. Buổi học ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số các cái cấu trúc mà liên quan đến cái cách nói phủ định. Trước tiên thì đó là cái cách nói phủ định momo chimotata, momo chimotata, tức là không thể làm được một việc gì đó. Cái hình thức phủ định này thì nó sẽ chỉ kết hợp với những cái động từ hành động để biểu thị hành động đó không thể thực hiện được do không có khả năng hay do tác động từ bên ngoài, chứ không phải do ý chí chủ quan của chủ thể hành động. Tức là tôi không phải là tôi không làm một việc gì đó, mà là tôi không thể làm được, tôi không có khả năng làm được việc đó. Để hiểu rõ hơn thì các bạn nhìn những cái ví dụ, xem những cái ví dụ cụ thể sau đây, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn được cái cấu trúc ngữ pháp này. Các bạn đọc cùng tôi nhé. Về hắc kiêu e an cầm nịt cá. Về hắc kiêu e an cầm nịt cá. À pa sơ cả chi mốt thầm nịt à. À pa sơ cả chi mốt thầm nịt à. Về hắc kiêu e an cầm nịt cá là gì nhỉ các bạn? Tại sao lại không đến trường học? Tại sao lại không đi học? À pa sơ cả chi mốt thầm nịt à. À phư tà. À phư tà. Phức tạp là gì nhỉ? Đau hay là ốm? Trong tiếng Hàn thì khi mà hỏi là bạn bị ốm à, hay là bạn bị làm sao, bạn bị đau ở đâu, thì người ta thường hỏi là Ödi apayo, Ödi apayo, bị đau ở đâu. Hoặc là apayo thì chúng ta có thể hiểu đi sang tiếng Việt của chúng ta là bạn bị ốm à. Apaso kachimot thamnita, à vì bị ốm đấy cho nên là tôi không thể đi được, không thể đến trường được. 내일은 제 집에 놀러 오세요. 바쁜 일이 있어서 가지 못하겠습니다. 바쁜 일이 là gì các bạn? 바쁘다. Một từ mà chúng ta đã quen thuộc rồi đúng không? Bận. Và 바쁜 일 là gì nhỉ? Đây chính là cái cấu trúc định ngữ mà bài trước chúng ta đã học. Vì có việc bận. 바쁜 일이 있어서 같이 못하겠습니다. Ở đây chúng ta thấy có cái từ kết này thêm vào cái cấu trúc momo chimotata, thì đó là bởi vì đây muốn thể hiện cái ý nghĩa là tương lai. Vì có việc bận thì cho nên là tôi sẽ không thể đi được. 같이 못하겠습니다. 안색이 안 좋아 보여요. 안 좋아 보여요. 안색 tức là sắc mặt. Sắc mặt của anh trông không được tốt lắm. Ăn choa bồi ở không ăn chuột thả không tốt. Nên coffee를 많이 마셔서 잠을 자지 못했습니다. 잠을 자지 못했습니다. Nên coffee를 많이 마셔서 là gì nhỉ? Vì đã uống quá nhiều cà phê, thành ra là tôi không thể ngủ được. Vì không ngủ được thì cho nên là sắc mặt không được tốt lắm. 잠을 자지 못했습니다. Tôi đã không thể ngủ được. Đó là những một số những cái ví dụ của trường hợp momo chimotata, không thể làm được việc gì. Thế và tương đương với cái cấu trúc momo chimotata này thì chúng ta cũng cùng cùng với có cái ngữ nghĩa tương tự như vậy, thì chúng ta có một cách dùng khác, đó là cái từ mốt cộng với động từ đằng sau. Bản thân cái từ mốt này nó đã có cái nghĩa là không thể được rồi, nó đã không là không thể rồi. Các bạn ghép với một động từ thì nó sẽ trở thành là không thể làm được một cái việc gì đó. Ví dụ thứ nhất, Hàn Quốc umjiki jwayo. Hàn Quốc umjiki jwayo. À, anh có thích món ăn của Hàn Quốc không? Hàn Quốc umjik, món ăn Hàn Quốc. Hàn Quốc umjiki maxit nente. Nếu mua mèo một mực cái nó mua mèo rồi. Các bạn nhìn thấy ở trong tranh vẽ rồi thì cũng có thể hiểu được đúng không? Canh các cái loại canh, hoặc nói chung là các loại món ăn của Hàn Quốc, thì người ta luôn luôn cho ớt bột đỏ vào, nhìn vào cả cái món ăn, thành ra là nếu người nào không ăn được cay thì mới nhìn thôi đã thấy sợ rồi, và sẽ rất là khó khăn trong vấn đề sinh hoạt. Ở ví dụ này, Hàn Quốc ăn gì kì mát xin đề. Món ăn Hàn Quốc thì ngon đấy, thế nhưng mà nếu mua một mèo rồi nhưng mà cay quá, thì cho nên là mỗi một cái sợi tôi không thể ăn được, tôi sẽ không thể ăn được.
Ngớ mua me hùa sò bởi vì là cay quá. Me hùa sò, các bạn có biết từ cay là gì không? Mẹp tà. Từ nguyên dạng của nó là mẹp tà. Thế nhưng kết hợp với cái cấu trúc mồ mô a ơ sơ, thành ra chúng nó đã bị biến mất cái piệp này đi, và thêm vào đấy là ua sơ. Ví dụ thứ hai, cứ saram số xích cứ từ rất sầm nỉ cá, cứ saram số xích cứ từ rất sầm nỉ cá. Cứ saram số xích là gì? Tin số xích là tin tức. Anh có nghe gì về tin tức của người đó không? Có biết gì về tin tức của người đó không? Thật tà. Nghe là thật tà, thế nhưng mà nó biến đổi, nó kết hợp với cái cấu trúc at ớt là cấu trúc quá khứ đó, thành ra là nó đã biến đổi là từ rất tà, từ rất sầm nhịt cá. Anh có nghe gì về tin tức của người đó không? Án nhiều mốt từ rất sầm nhịt tà. Án nhiều không mốt từ rất sầm nhịt tà, tôi đã không được nghe gì cả, tôi đã không không được nghe gì cả. Đây là một nói về các bạn nói về một cái trường hợp nào mà nó không thuộc về cái chủ quan của mình đó, mà nó phụ thuộc vào các cái yếu tố bên ngoài mà chúng ta không thể tự thực hiện được, khi đó thì chúng ta dùng mốt. Cô xin dịp tinh tế về anh đi bờ yoshi yoshi nó muốn dịp bên trên này cứ chờ cái áo này rất là đẹp. Thế nhưng mà quê à, tại sao lại không mặc cái áo này, cái áo đó đẹp như vậy tại sao lại không mặc? Nó mua chạc ca sơ mốt điểm kết sở. Nó mua chạc ca sơ là gì nhở? Chạc tà, tôi sẽ viết lên đây. Chạc tà là nhỏ. Nó mua chạc ca sơ mốt điểm kết sở vì nhỏ quá đấy, cho nên là tôi không thể mặc được. Đó là những cái ví dụ của cái cấu trúc ngữ pháp đầu tiên mà chúng ta học ngày hôm nay, cấu trúc phủ định không thể làm được việc gì. Thế và cái cấu trúc phủ định thứ hai nữa mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay đó là mùa mua ư liền suy tà và ư liền su ộc tà. Mùa mua ư liền suy tà có nghĩa là có thể và ư liền su ộc tà có nghĩa là không thể. Mùa mùa ư liền su ộc tà này thì nó cũng tương đương với cả cái cấu trúc mùa mùa chi mốt tha tà như ở trên, tức là cũng là những cái trường hợp mà chúng ta không thể làm, không thể thực hiện được một cái việc gì đó, không phải do chủ quan của chúng ta mà do những cái yếu tố bên ngoài. Thế và ngược lại với nó là mùa mùa liền suy tà, khi chúng ta có khả năng làm thực hiện một cái việc gì đó thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc mùa mùa ư liền suy tà. Các bạn xem ví dụ của những trường hợp này nhé. Hàn Quốc cờ rử 얼마 정도 공부하면 신문을 읽을 수 있습니까? Hàn Quốc cờ rử 얼마 정도 공부하면 신문을 읽을 수 있습니까? Hàn Quốc cờ rử 얼마 정도 공부하면, các bạn dịch nguyên cái vế này đi đã nào. Hàn Quốc Alman là gì nhỉ? Là bao nhiêu hay là bao lâu? Alman chừng tô khoảng bao lâu? Mức chừng tô này nó chỉ cái mức độ khoảng. Học tiếng Hàn Quốc trong khoảng bao lâu? Thì simul ikun sư thì có thể được đọc được báo. Và câu trả lời là최소 한 1년 넘어야 신문을 읽을 수 있습니다. 최소한 1년 넘어야 신문을 읽을 수 있습니다. 최소 là tối thiểu. Han ở đây các bạn có thể dễ nhầm với cái số đếm 1 đúng không? Hana và viết tắt là Han. Thế nhưng ở đây Han này cũng có nghĩa là khoảng, cũng tương đương với cái từ trừng tô ở trên này. Một cái từ khoảng thì nó có rất là nhiều 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 từ có thể dùng khác nhau. Thế vào đây là최소한 1년, 1년 là 1 năm, tối thiểu thì cũng phải quá 1 năm. Nâm tà là quá, vượt qua. 최소한 1년 넘어야, một đây là tôi đã cấu trúc đã kết hợp với cấu trúc a ơ ya là phải làm một cái việc gì đó, phải như thế nào đó.
phải tối thiểu cũng phải quá một năm thì Simone Lịch Cương thì mới có thể đọc báo được như cái bạn này. Và ví dụ thứ hai, 한국에서 주소를 알면 집을 찾을 수 있어요? 찾을 수 없을 것 같아요. 한국에서 주소를 알면 ở Hàn Quốc, 한국에서 là ở Hàn Quốc, 주소를 알면 주소 là địa chỉ 알면 nếu mà biết địa chỉ thì 집을 찾을 수 있어요 có thể tìm được nhà không? Đường phố Hàn Quốc thì hơi khác so với Việt Nam. Việt Nam của chúng ta tuy là chưa giao thông chưa được phát triển lắm. Thế thế nhưng mà cái quy hoạch về địa chỉ của chúng ta rất là rõ ràng, có cả số ngõ, số đường, tên đường rồi số ngõ, số ngách để mà chúng ta có thể căn cứ vào đó để tìm được địa chỉ rất là dễ dàng, tìm đến nhà rất là dễ dàng. Thế nhưng ở Hàn Quốc thì cái việc đó rất là khó khăn các bạn ạ. Nếu như mà bởi vì rất là nhiều đường phố mà không có tên. Thế thế và nó không có những cái số nhà ghi từng số nhà cụ thể như của chúng ta. Thế cho nên là mặc dù biết địa chỉ thì chúng ta tìm tìm cũng rất là khó khăn, mà phải là người Hàn, cũng phải người Hàn mà phải thông thạo một cái khu vực nào đó thì mới có thể tìm được. Và muốn tìm thì đôi khi họ phải có bản đồ. Chứ còn nếu như chúng ta chỉ có đi ngoài đường và nhìn số nhà thôi thì chúng ta sẽ không thể tìm được nhà ở đường phố Hàn Quốc. Vì vậy mà câu trả lời là gì nhỉ? Chắc chưa sụp xương có cắt thẻo. Đây là sự kết hợp của hai cấu trúc. Chắc tà là tìm. Chắc tà. Thế và chắc chưa sụp tà là không thể tìm được. Thế nhưng mà chúng ta cũng không cũng cũng không nhất thiết là không thể tìm được, mà cũng có người ta thông thạo đường thì là người ta có thể vẫn có thể tìm được. Thế cho nên là chúng ta dùng cái cấu trúc phán đoán, tức là hình như có lẽ là không thể tìm được. Chắc chân sụp xưng có cắt thảo, sự kết hợp của hai cấu trúc mồ mua ư liền sụp tà và mồ mua ư liền cất cắt thả. Đấy là hai cái ví dụ của trường hợp mồ mua ư liền sụp tà và ư liền sụp tà. Các bạn mời các bạn theo dõi những ví dụ tiếp theo. Si chang e so mua san sụp sao. Si chang e so mua san sụp sao. Để xóa cái này đi. Si chằng là gì các bạn? Các bạn đã học rất nhiều lần rồi. Đó là chợ. Si chằng, chợ. Ở chợ thì có thể mua được gì? San su isayo. Cái từ sa này. Mua là sa tà. Sa tà là mua. Thế và trái nghĩa với nó là bán là gì các bạn? Phan tà. Mua là sa tà và bán là phan tà. Thế nhưng ở đây tại sao chúng ta lại thấy cái liền này? Bởi vì nó là động từ không có bạt chìm, thành ra là nó đã được gắn liền với cái liền của cấu trúc liền suy tà, nó đã gắn luôn vào cái động từ sa tà. Thành ra là chúng ta sẽ có cái kết cấu là mua san suy sớ, có thể mua được gì ở chợ? Nhà chè quá, cô kỳ quá, xanh sơn quá, cà cù, từng từng. Nhớ đâu cả chi san suy sở. Nhà chè là rau. Nhà chè hoa cô kỳ. Rau và thịt. Và xanh sơn là cá. Cà cu là các cái dụng cụ gia đình. Tưng tưng là vân vân. Nhớ đâu cả chi. Rất là nhiều thứ. San suy sở. Có thể mua được. Các bạn có thể dịch là có thể mua được những thứ như là rau này, thịt này, cá này và các dụng cụ gia đình nữa, vân vân, rất là nhiều thứ. Ví dụ tiếp theo, 편지를 좀 보내줄 수 있어요? 좀 보내줄 수 있어요? 편지 là thư. 좀 보내줄 수 있어요? 좀 là một ít ấy, một chút ấy. Thế nhưng mà đây nó ở đây cái câu này thì nó không có nghĩa là một chút hay một ít, mà khi mà chúng ta nhờ thì chúng ta nói cái đấy là cái cách nói của người Hàn ấy để nó giảm, nó làm mềm hóa cái câu đấy đi, thì chúng ta nói 편지를 좀 보내줄 수 있어요? Có thể gửi giúp tôi cái thư này một chút được không ạ?
đó. Ishigane uje kuki mun tatakite mune ponen suop sao. Ishigane isi vào cái thời gian này, vào cái giờ này. Uche kuk là gì các bạn? Đó là biểu điện. Uche kuki mun tatakite mune, mun là cửa, tạt tà là đóng. Vì cái giờ vào giờ này, vào giờ này thì là bưu điện đã đóng cửa rồi, thế cho nên là bố nên sụp sờ không thể gửi được. Ví dụ tiếp theo, surul từ sẹo, sul là rượu, từ sẹo là xin mời hãy uống rượu. Chờ nên surul mà xin sụp sừng ta, chờ nên surul mà xin sụp sừng ta, à tôi không uống được rượu, tôi không biết uống rượu. Đó là toàn bộ những cái ví dụ của cái cấu trúc mùa mùa liền suy tà và mùa mùa liền suộc tà. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái cấu trúc mới. Kuromien là thường đứng ở đầu câu và nó có để nó dùng để liên kết về mặt ngữ nghĩa giữa hai câu. Câu trước, nếu như câu trước là một nguyên nhân hay là một lý do nào đó thì câu sau là một cái kết quả hay là một cái hệ quả của cái câu trước. Và trong tiếng Việt thì chúng ta có thể dịch là nếu thế thì. Và mời các bạn xem những cái ví dụ của trường hợp này. Yakusou shikani ajik morosseo. Yakusou shikani ajik morosseo. Kuromion shiksa hachakoheo. Kuromion shiksa hachakoheo. Yakusou shikan là giờ hẹn, yakusou là hẹn các bạn. Và shikan ở đây chúng ta dùng là giờ đấy. Giờ hẹn vẫn còn mơn tả. Atik là vẫn. Và mơn tả có nghĩa là xa. Thế mà đối nghĩa với nó gần là gì nhỉ? Ca cấp tả. Ca cấp tả là gần. À chích mở rớt rồi hôm đó là cách nói của người Hàn, tức là vẫn còn xa mới tới giờ hẹn, có phải không? Nhạc xúc si ca đi à chích mở rớt rồi, hoặc là đi đường cũng như thế. Khi mà chúng ta đang đi đến, đang trên đường đến một cái địa điểm nào đó chẳng hạn, đến ví dụ như là đến công ty chẳng hạn, thế đấy, nhưng mà vì là bạn ngồi trong xe của người khác, bạn không biết là bây giờ còn bao nhiêu lâu nữa thì mới đến được cái địa điểm mà chúng ta đang đi, thì bạn sẽ hỏi người lái xe là à chính mở rớt rồi không, vẫn còn xa, đường vẫn còn xa. Thì là ví dụ như nếu mà đường vẫn còn xa thì người ta nói là à chính mở rớt rồi, tức là vẫn còn xa, còn lâu mới đến. Thế còn nếu như nói là à nhớ tha rồi, tha và rồi là gì nhỉ? À đã gần đến nơi rồi. Hoặc tạ ô cả là đến, mà tha, tha là tất cả đúng không các bạn? Như trong trường hợp này người ta nói là tha wa có nghĩa là à đã gần đến nơi rồi. Và trường hợp này của chúng ta, nhạc suzikani achik mở rất giờ, giờ hẹn thì vẫn còn xa đúng không? Kuromien siksa hachakoheo. Kuromien nếu vậy thì chúng ta hãy cùng nhau siksa, tức là cùng cùng ăn, cùng vào quán ăn. Xích xa ha tà là chỉ cái hành động ăn. Ví dụ thứ hai. Nên chế cả huê say mốt cầm đi tà. Nên chế cả huê say mốt cầm đi tà. Ngày mai thì tôi không thể đến công ty được. Kuromien, 오늘 일을 다 끝내주세요. Kuromien, 오늘 일을 다 끝내주세요. Nếu vậy thì anh hãy kết thúc tất cả những cái việc của ngày hôm nay, anh hãy làm xong tất cả những việc của ngày hôm nay đi. 오늘 일을 다 끝내주세요. 끝내다, 끝내다. Kết thúc hay là làm xong, hoàn thành một cái việc gì đó. Chúng ta chuyển sang những cái ví dụ tiếp theo. 숙제가 너무 어려워요. 숙제가 너무 어려워요. Bài tập khó quá. 그러면 내가 도와줄게요. 그러면 내가 도와줄게요. Nếu vậy thì tôi sẽ giúp. 내가 도와줄게요. Tôi sẽ giúp.
이 단어를 어떻게 발음하는지 모릅니다. 이 단어를 어떻게 발음하는지 모릅니다. 이 단어, 단어는 gì các bạn? 단어는 một từ, từ. 이 단어를 어떻게 발음하는지 발음하다. 발음하다 là gì? Phát âm. Cái từ này tôi không biết phải phát âm như thế nào. 이 단어를 어떻게 발음하는지 모릅니다. 그러면 저에 따라 읽어보세요. 그러면 저에 따라 읽어보세요. Nếu vậy thì hãy đọc theo tôi. 읽어보다 là đọc, hãy thử đọc và 저에 따라, 뭐뭐에 따라. Cái chúng ta sau này các bạn sẽ được học cấu trúc 뭐뭐에 따라. Đằng trước nó là một danh từ là chỉ là hãy làm theo một cái việc gì đó. 저에 따라 읽어보세요. Hãy đọc theo tôi. 토요일에 제 생일이에요. 토요일에 제 생일이에요. Ngày thứ bảy là sinh nhật tôi. 그러면 선물 사줄게요. 그러면 nếu vậy thì tôi sẽ mua quà, tôi sẽ mua quà cho nhé. 선물을 사줄게요. Bạn đã biết cách dùng cái liên từ nếu thế thì chưa? Chúng ta sẽ chuyển sang một cấu trúc tiếp theo, đó là 뭐뭐지 많다. 뭐뭐지 많다 có nghĩa là đừng làm gì đó, một cái câu mà dùng để ngăn cản trước cái ý định làm một cái việc gì đó. Thế và ở trong cái cấu trúc này thì ở dạng khẳng định, ở dạng khẳng định của câu mệnh lệnh thì nó sẽ có dạng là 뭐뭐으십시오, là cái dạng khẳng định và là dạng cái câu mệnh lệnh của, nhưng mà dùng ở cái cách tôi kính trọng cao nhất. Thế và câu đề nghị là 뭐뭐으십시다, câu đề nghị cùng làm việc gì đó hay là dù làm một cái việc gì đó, và cũng ở cái mức kính trọng cao nhất là 으십시다. Thế nhưng khi sang cái cấu trúc phủ định ấy, thì nó sẽ, các bạn sẽ thấy là nó sẽ ghép cái 뭐뭐지 말다 vào là 뭐뭐지 마십시오, 뭐뭐지 마십시오, và đây là 뭐뭐지 맙시다. Nó ghép cái 지마 vào, thế và thêm cái đuôi 삽시다 vào. Các bạn đi vào ví dụ cụ thể thì chúng ta sẽ thấy hình dung hơn rất nhiều. 날씨가 더운데 문을 열까요? 날씨가 더운데 문을 열까요? Trời thì nóng, trời nóng như thế này, 날씨가 더운데 문을 열까요? Chúng ta mở cửa nhé. 아니요, 문을 열지 마십시오. 문을 열지 마십시오. Không, đừng có mở. Xin hãy đừng mở cửa. Nếu như chúng ta có thể dùng cái cách mà giảm bớt đi cái mức độ kính trọng đi một chút, tức là chúng ta dùng với người hơn chúng ta ít tuổi thôi, thì chúng ta nói là 문을 열지 마세요. 뭐뭐세요 cũng là cái cấu trúc của đuôi câu mệnh lệnh đó. Thế và ở đây là xin đừng mở, chúng ta dùng với một cái dạng, đây thực tế thì là trong cái hội thoại thường ngày thì chúng ta dùng nhiều hơn so với cái nhờn chi mà ship show. Nhờn chi mà ship show thường là nói với người mà chúng ta phải ví dụ như là hơn chúng ta rất là nhiều tuổi, ví dụ như là những ông bà lớn tuổi, hoặc là giáo sư của chúng ta, hoặc là giám đốc chẳng hạn, giám đốc của một công ty lớn chẳng hạn, và có cái quan hệ mà chúng ta cần phải kính trọng thì mới dùng. Thế còn thông thường mọi người khi mà đối thoại xã giao với nhau ấy thì không dùng cái cấu trúc này, mà người ta thường nói nhờn chi mà dẻo, hoặc là nếu như nói pan ma, tức là nói với bạn bè, nói với người ngang hàng với mình, hoặc là người ít tuổi hơn mình ấy, thì các bạn sẽ nói là nhờn chi mà, tức là chúng ta sẽ bỏ hết những cái đuôi câu này đi. Thế và chỉ là nhờn chi mà. Ví dụ thứ hai, 저녁에 산책하러 갈까요? 저녁에 산책하러 갈까요? 저녁 là buổi tối đúng không các bạn? Chúng ta hãy cùng đi dạo vào buổi tối nhé. 산책하러 가다, đi dạo. 뭐뭐하러 가다, đi để làm một cái việc gì đó. Sự kết hợp giữa một cái hành động và
là động từ kata. Sanchez kata là đi dạo. 저녁에 추워서 같이 마십시오. 저녁에 추워서 같이 마십시오. Buổi tối thì rất là lạnh, thế cho nên là đừng có đi. 같이 마십시오. Các bạn hãy thử chuyển sang cấu trúc 모모세요 xem nào. 저녁에 추워서 같이 마세요. 같이 마세요. Thế và nếu chúng ta dùng tan man thì nó như thế nào nhỉ? 같이 마. 저녁에 추워서 같이 마. Đó là những cái ví dụ đầu tiên. Thế và chúng ta sẽ chuyển sang một số ví dụ tiếp theo. Cứ chip bơi à chích mút chát chát rồi. Cứ chip bơi à chích mút chát chát rồi. Chát tà các bạn vừa mới học rồi đúng không? Đó là động từ tìm. Tôi vẫn chưa tìm được cái nhà đó. Cứ chip bơi à chích mút chát chát rồi. Kế xúc chát chi mập gì ta? Kế xúc là tiếp tục. Chát chi mập gì ta là chúng ta đừng có tiếp tục tìm nữa. Nên chu sô rứ thà si ara bục gì ta. Nên chu sô rứ thà si ara bục gì ta. Ngày mai thì chúng ta sẽ tìm hiểu lại cái địa chỉ xem sao. Ara bục ta. Ara bục ta là tìm hiểu. Ara bục gì ta. Đó là câu đề nghị làm một việc gì đó. Mô mô biệt gì ta. Ngày mai chúng ta sẽ thử tìm hiểu lại. Ta si là lại địa chỉ xem sao. Thưa ma thư, à, xin lỗi các bạn. Drama ga jeongmal jaemiyeop naeyo. Drama ga jeongmal jaemiyeop naeyo. Drama là phim truyền hình. Phim truyền hình quả là chán, jaemiyeop ta, chán, không có gì là thú vị cả. Thời sang bổ chi map si ta. Thời sang thô là hơn và y sang là tức là hơn nữa đó. Thôi đừng có xem thêm nữa. Thời sang bổ chi map si ta. Momo chi map si ta. Câu đề nghị. Một câu đây cũng là câu câu phủ định và câu đề nghị không làm một cái việc gì đó. Nếu như các bạn dùng cấu trúc Momo seo thì sẽ nói như thế nào nhỉ? Thời sang bổ chi map. Thời sang bổ chi map. Hoặc là nếu dùng panma thì sao? Thời sang bổ chi mà. Các bạn đã nhớ chưa? Chúng ta chuyển sang một cấu trúc tiếp theo nữa, đó là mô mô chi man. Đây là cái cấu trúc để liên kết giữa các mệnh đề trong câu. Hầu như là nó luôn luôn đứng ở giữa câu. Thế và có ý nghĩa là tuy nhưng, mặc dù nhưng. Mặc dù vì làm sao đó, thế nhưng mà chúng tôi vẫn thực hiện một cái việc gì đó hay là nhưng làm sao đó, hai cái mệnh đề mà có ý nghĩa trái ngược nhau. Chúng ta sẽ đi vào ví dụ.얼굴은 예쁘지만 얼굴을 예쁘지만 마음은 착하지 않아요. 얼굴 là khuôn mặt đúng không các bạn? 얼굴 얼굴은 예쁘지만 마음은 착하지 않아요. 마음 là gì? Đó là tấm lòng. Khuôn mặt thì đẹp đấy, tuy là khuôn mặt thì đẹp đấy, thế nhưng mà máu mi chắc hát chi nào. Tấm lòng thì không tính, tức ở đây chúng ta có dịch thể dịch là tính tình, thì không được hiền lành gì cả, không hiền lành. Chắc hát tả là hiền. 한국어는 어렵지만 재미있어요. Tiếng Hàn thì tuy là khó, ở điệp tả. Ở điệp tả là khó. Và từ trái nghĩa của nó là gì nhỉ các bạn? Ship tả. Dễ. 한국어는 어렵지만 재미있어요. Tiếng Hàn thì tuy là khó, thế nhưng mà lại rất là thú vị. Chúng ta thử nói ngược lại xem sao. Tiếng Hàn tuy là dễ thế nhưng mà lại không thì không thú vị tí nào cả. Các bạn thử nghĩ trong đầu cái câu đó xem nào. 한국어는 쉽지만 재미없어요. Đúng không? 이 차는 비싸지만 기능은 좋습니다. 이 차는 비싸지만 기능은 좋습니다. Cái xe này thì tuy là đắt, 비싸다. Thế nhưng mà kỹ năng tức là các cái chức năng của nó, các cái chức năng thì rất là tốt. Visata là đắt. Còn rẻ là gì các bạn?
Để là gì? Sát à? Ví dụ thứ tư. 그분은 대학에 가지 못했지만 지식은 아주 넓습니다. 그분은 대학에 가지 못했지만 지식은 아주 넓습니다. 그분 đó là chỉ một người nào đó nhưng có dạng kính trọng. 대학에 가지 못했지만 tuy là chưa vào đại học, tức là chưa học qua đại học đó. 대학에 가지 못했지만 지식은 아주 넓습니다. 지식 là kiến thức. 아주 넓다. 넓다 là rộng. 집이 넓어요. 집이 넓다. Nhà rộng. Thế còn nhà hẹp, nhà nhỏ thì sao nhỉ? Từ trái nghĩa. Rộng đối nghĩa với hẹp, đối với nghĩa với rộng là hẹp, là chục tả. Các bạn xem ví dụ. Câu này chúng ta sẽ dịch như thế nào nhỉ? 그분은 대학에 가지 못했지만 지식은 아주 넓습니다. Cái người đó thì tuy là chưa học qua đại học, tuy chưa vào được đại học, thế nhưng mà kiến thức thì rất là rộng. 한국에 아직 안 갔지만 한국 음식을 많이 먹어봤어요. 한국에 아직 안 갔지만 한국 음식을 많이 먹어봤어요. Tuy là tôi chưa đến Hàn Quốc, 아직 안 갔지만, 아직 là vẫn chưa. Bao giờ nó cũng dùng trong những cái câu phủ định. 한국 음식을 많이 먹어봤어요. Tuy là tôi chưa đến Hàn Quốc, thế nhưng mà tôi đã thử ăn rất nhiều món Hàn Quốc rồi. Đó là những cái ví dụ để minh họa cho cái cách dùng cấu trúc mùa mua chi man, tuy nhưng. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái cấu trúc phủ định nữa. Nhưng là phú trân uy mun mun. Uy mun mun là câu nghi vấn, câu hỏi đó. Câu hỏi và ở dạng phủ định. Cái cấu trúc này thì chúng ta sẽ là động từ kết hợp với mồ mua chi án xìm nhì cá và miêng xa, tức là danh từ cộng với mồ mua y ca án nhìm nhì cá. Chúng ta sẽ đi vào những cái ví dụ cụ thể thì nó sẽ dễ hình dung hơn. 교수님 의 강의는 너무 재미있지 않습니까? 네, 정말 재미있습니다. Các bạn có đã hiểu nghĩa chưa ạ? 교수님 의 강의, 강의 ở đây là bài giảng. 강의 하다 là động từ, là giảng bài. Thế và khi bỏ ha tà đi thì nó sẽ biến thành danh từ cả ngươi, có nghĩa là bài giảng. Bài giảng của giáo sư chẳng phải là quá hay hay sao? Nếu mu chê mịt chi ản sừng mịt cá, chẳng phải là quá hay hay sao? Tuy là câu hỏi và ở dạng phủ định, thế nhưng mà thực ra đây chính là câu khẳng định, đúng không các bạn? Nếu mu chê mịt chi ản sừng mịt cá, chẳng phải là quá hay hay sao? Tức là khẳng định rằng nó rất là hay. Nghe chẳng mang thêm bịt xử. Vâng, thật là rất là đúng, là rất là hay. Các bạn đã hình dung ra cái cách dùng của cái phủ định này chưa? Đây chính là cái phủ định, thế nhưng lại mang nghĩa để khẳng định lại một cái sự việc này hay là một cái hành động nào đó, chứ không phải hoàn toàn là mang nghĩa phủ định. 그 배우가 너무 잘생기지 않아요? 그 배우가 너무 잘생기지 않나요? Các bạn nhìn ảnh minh họa tôi đã lấy hình ảnh của diễn viên Trang Đông Cơn mà rất là được hâm mộ ở Việt Nam đấy. 그 배우가 너무 잘생기지 않나요? Cái diễn viên đó, 배우 là diễn viên, chẳng phải là quá là đẹp trai hay sao? 그래요. 너무 잘생겼어요. 너무 잘생겼어요. Đúng là anh ta rất là đẹp trai. No, rất hay là quá quá đẹp trai hay là rất là đẹp trai. Các bạn đọc lại một lần nữa nhé. 교수님이 강의는 너무 재미있지 않습니까? 네, 정말 재미있습니다. 그 배우가 너무 잘생기지 않아요? 잘생기지 않아요? 그래요. 너무 잘생겼어요. Chúng ta sang những ví dụ tiếp theo. 하루 종일 일을 했는데
피곤하지 않습니까? 하루 종일 일을 했는데 피곤하지 않습니까? 네, 많이 피곤했습니다. 지금 이거 봐. 되게 정확하게 얘기. 하루 종일 하루 하루 종일 하루 là gì các bạn? Haru là một ngày đúng không? Là đơn vị đếm của một ngày. Thế nhưng haru jeongil là suốt cả ngày. 일을 했는데 đã làm việc suốt cả ngày. 피곤하지 않습니까? Anh không mệt mỏi, anh không mệt à? 피곤하다 là mệt. 네, 많이 피곤합니다. Vâng, tôi rất là mệt. Đấy, thực ra câu này là câu phủ định. Nó có cái đuôi câu phủ định. Thế nhưng thực ra là trên thực tế là người đối diện, người hỏi, người ta đã biết, đã nhìn thấy cái tình trạng là anh đó đã rất là mệt mỏi rồi thì người ta mới hỏi như vậy. 오늘 토요일이, xin lỗi các bạn. 오늘 토요일이 아니에요. 오늘 토요일이 아니에요. Hôm nay chẳng phải là thứ bảy hay sao? Hôm nay là thứ bảy đúng không? Đấy chính là cái câu dịch, nếu dịch thuần ra tiếng Việt thì chúng ta sẽ là như vậy. Hôm nay là thứ bảy đúng không? Còn trong tiếng Hàn thì người ta sẽ dùng cách là 오늘 토요일이 아니에요. Hôm nay chẳng phải là thứ bảy hay sao? 네, 벌써 주말이네요. 네, 벌써 주말이네요. Vâng, đã đến cuối tuần rồi nhỉ? 벌써 là đã. Đây không phải là cái cấu trúc mà nó gắn liền với cả động từ như at, ớt, mà nó là một, chúng ta có thể gọi là một phụ từ, và nó mang cái ý nghĩa là một cái gì đó đã xảy ra, đã rồi. 벌써 주말이네요. À, thế là đã đến cuối tuần rồi nhỉ? 그 사람이 어제 만난 사람이 아닙니까? 그 사람이 어제 만난 사람이 아닙니까? Cái người đó thì chẳng phải là cái người mà đã gặp ngày hôm qua đúng không? 어제 만난 사람이, lại một cấu trúc gì nhỉ? Cấu trúc định ngữ đúng không các bạn? 어제 만난 사람, người mà đã gặp ngày hôm qua. 맞아요. 어제 만난 사람이에요. 맞아요. 어제 만난 사람이에요. Đúng rồi, đó là người mà đã gặp ngày hôm qua, người mà tôi đã gặp ngày hôm qua. Ví dụ cuối cùng. 그 사람이 한국 사람이 아니에요. 그 사람이 한국 사람이 아니에요. Cái người đó thì chẳng phải là người Hàn Quốc hay sao? 아니요, 베트남 사람이에요. Không phải, đó là người Việt Nam. À, chẳng phải cái anh đó là người Hàn Quốc hay sao? 아니요, 베트남 사람이에요. Không phải, đó là người Việt Nam. Chúng ta sẽ sang một cái phần cuối cùng trong bài học ngày hôm nay, đó là phần ikki, phần đã bài đọc Hàn Quốc ứng với chủ đề là món ăn Hàn Quốc. Các bạn đọc cùng tôi nhé. 우리는 오늘 오후에 한식집에 갔습니다. 한국 음식의 특징은 짜고 맵습니다. 우리는 매운 것을 못 먹어서 안 매운 음식을 골랐습니다. 식당에 사람들이 아주 많습니다. 저는 냉면을 좋아하는데 제 친구가 냉면을 못 먹습니다. 제 친구는 비빔밥을 좋아합니다. 우리는 냉면과 비빔밥을 시켰습니다. 냉면은 4,000원이고 비빔밥은 5,000원입니다. 음식이 비싸지 않고 맛있습니다. 우리는 한국 음식을 좋아합니다. 제 친구가 한국 요리를 배우려고 합니다. Đó là toàn bộ cái bài đọc của chúng ta ngày hôm nay. Thế và các bạn hãy xem là có những từ mới nào mà các bạn chưa biết nhở. 우리는 오늘 오후에 한식집 là từ mới đúng không? Han ở đây chính là, đây là một cái từ ghép, đây có thể nói là một từ ghép. Han ở đây là Han Cúc. Xích ở đây là âm xích. Và chip
Chip ở đây không phải là nhà mà nó chỉ cái quán đấy các bạn, quán ăn Hàn Quốc, quán đồ ăn Hàn Quốc. Thế và người ta bỏ gọi là rút gọn từ cúc và từ xích đi thành, à xin lỗi các bạn, rút gọn cái từ, rút gọn cái từ cúc và từ ơm đi thì là còn là Han Sik Chip, tức là quán ăn Hàn Quốc. Cái từ này nó bởi sở dĩ bởi vì sao mà nó có ở Hàn Quốc mà lại phải có cái từ này là bởi vì Trung Quốc chip để nó phân biệt với những cái quán ăn mà món ăn nước khác, ví dụ như là Trung Quốc chip, tức là món ăn chưa, cái quán ăn Trung Hoa, quán ăn quán quán mà có các cái món ăn của Trung Quốc á, thì người ta gọi là Trung Quốc chip. Thế còn để phân biệt với nó thì người ta gọi là Hanjik chip, tức là quán ăn Hàn Quốc. Hanjik chip 갔습니다. Ngày hôm nay, chiều ngày hôm nay, buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến quán ăn Hàn Quốc, quán ăn quán món ăn Hàn Quốc. Hàn Quốc ứng dịch kế thực trinh ứng cha cô mẹp xìm. Ở đây từ mới là gì nhỉ? Thực trinh, các bạn có thể đoán là gì không? Đặc trưng, nó hơi giống tiếng Việt của chúng ta đúng không? Một từ cũng xuất phát từ tiếng Hán. Đặc trưng của tiệc của món ăn Hàn Quốc là cha cô mẹp xìm. Cha tà là mặn. Thế và đối nghĩa với nó là sinh cốc tà, nhạt. Cha tà là mặn và sinh cốc tà là nhạt. Mẹp tà là cay. Mẹp tà là cay. Thế và không cay là gì các bạn? Mẹp chản thà hay là ăn mẹp thà, đúng không? Đặc trưng của món ăn Hàn Quốc thì đó là mặn và cay. Mặn là bởi vì sao? Bởi vì người Hàn ăn họ rất hay cho tương vào. Cái món ăn, một cái gia vị chủ yếu của tất cả các món ăn Hàn Quốc đó là tương, tương đậu, đỗ tương đó. Thế họ cho rất nhiều, thành ra là nó mặn. Thế và cay thì đương nhiên là cho rất nhiều ớt, cả ớt bột lẫn tương ớt. Udinen meun geotsul mot mogeoseo an meun eumsikul golasseumnida. Udinen meun geotsul, các bạn có nhận ra đó là gì không? Đây chính là cái cấu trúc định ngữ mẹp tà. Thế và bỏ phiệp, bỏ bỏ phiệp đi, nó sẽ có cái dạng là me u. Thế và vì đây là định ngữ thì cho nên nó sẽ, vì nó là tính từ thì định ngữ sẽ kết hợp với niền me un cột, cái mà cay, cái món ăn mà cay. Urinen meun geotsul mot mogeoseo, chúng tôi không ăn được cái đồ cay, thế cho nên là ăn meun eumsik golasseumnida. Ăn meun eumsik là gì các bạn? Cái món ăn mà không cay, đúng không? Vẫn cái cấu trúc định ngữ đó, thế nhưng thêm cái phủ định ở đằng trước, an ở đằng trước thì sẽ thành cái mà không cay. Ăn meun eumsik golasseumnida có nghĩa là chọn, vì không, chúng tôi không ăn được cái đồ cay đi, cho nên là đã chọn, chúng tôi đã chọn những cái món ăn mà không cay. Từ nguyên thể của nó là koruta. Thế nhưng mà kết hợp với cái cấu trúc quá khứ át ớt, thành ra là nó đã, đây chính là cái phần bất quy tắc của cái liền, của cái liền đó, khi mà liền đứng, à của cái động từ mà có rư, có rư có các bạn ạ, thì nó sẽ có dạng là collapse ta. Sikdange saramdiri aju mansumnida. Xóa cái này đi cho các bạn dễ nhìn. Sikdange saramdiri aju mansumnida. Ở sikdange, sikdang là gì các bạn? Quán ăn. Ở trong quán ăn thì có rất là nhiều người. Aju saramdiri aju mansumnida, có rất là nhiều người. Chớ nên nengmyeon을 좋아하는데 제 친구가 냉면을 못 먹습니다. 냉면, không biết các bạn đã bao giờ nghe đến chưa? Đó là một cái món rất là đặc trưng của Hàn Quốc, đó là món miến lạnh. Một cái món miến mà ăn với cái nước dùng thịt bò. Thế và người ta sẽ cho các bạn ở trên đó là một nửa quả trứng. Thế nhưng cái nước dùng đó nó lại được ướp lạnh, thế và có cả đá ở trong đó. Thế và đây là một cái món ăn mà người Hàn rất là ưa thích vào mùa hè. Hoặc là
sau khi uống rượu hay là ăn ăn thịt nướng á, thì người ta thường ăn cái món ăn này cho nó mát và nó không không bị nặng bụng. Thường là người ta không ăn cơm, và một là người ta ăn nênh miên, hai là người ta ăn một cái món khác là nurumchi. Thì cái món nênh miên này nếu như ai biết ăn, ăn quen thì sẽ thấy nó rất là ngon và có thể là nghiện. Thế nhưng mà thông thường thì người Việt của chúng ta thì mới đầu ăn, lần đầu tiên ăn thì thường là không ăn được, bởi vì cứ thấy cái món mà nó có trứng xong rồi lại cho đá và ướp lạnh rồi vào thì chúng ta sẽ nghĩ là nó rất là tanh, đúng không các bạn? Nhưng mà thực ra thì nó không hề có mùi tanh đâu. Thế và nếu ăn quen thì sẽ thấy rất là ngon. Trở lại với ví dụ của chúng ta. Cho nên nên miên nên chỗ à lần đề chê ca à, tôi thì rất là thích nên miên, miến lạnh. Miên chính là miến và nen là từ tiếng Hàn đó, thì cũng là lạnh. Chê chinh cu ga nên miên nên một bậc xì mì ta. Bạn của tôi thì rất là thích miến lạnh, thế nhưng mà bạn của tôi thì lại không ăn được nên miên. Chê chinh cu nên bí bim bạp ơn chỗ à mì ta. Bí bim bạp, bibimbap là cái món mà cơm xong sau đó người ta trộn lẫn với rất nhiều loại rau và thịt và trứng, rồi rất là nhiều loại người ta trộn lẫn với cả tương ớt và ăn. Chúng ta có thể gọi đấy là món cơm trộn. Udinen naengmyeon gwa bibimbap-eul sikhyeotsseumnida. Shikhita là gọi món ăn đó. Chúng tôi đã gọi món naengmyeon và bibimbap. Naengmyeon은 4,000 won이고 bibimbap은 5,000 won입니다. Naengmyeon tức miến lạnh thì là 4,000 won, 4,000 won, và bibimbap thì là 5,000 won. 음식이 비싸지 않고 맛있습니다. Món ăn thì không đắt, 비싸지 않다, 비싸지 않고 맛있습니다. Món ăn vừa không đắt và vừa ngon. 우리는 한국 음식을 좋아합니다. Chúng tôi rất là thích những cái món ăn Hàn Quốc. 제 친구가 한국 요리를 배우려고 합니다. 한국 요리, 요리 ở đây là 요리하다, là nấu ăn. 요리하다 là nấu ăn. Thế nhưng cứ bỏ 하다 đi thì cái từ 요리 nó sẽ trở thành danh từ. Thế và chúng ta có thể gọi là gì nhỉ? Học các cái cách nấu ăn của món ăn Hàn đấy thì người ta gọi là 한국 요리. 한국 요리를 배우려고 합니다. 배우려고 하다, 배우려고 하다 là định làm một việc gì đó. Bạn của tôi thì định học cái cách nấu ăn của các cái món ăn Hàn Quốc. Đó là toàn bộ những cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Và cái môn học đầu tiên, cái môn học về ngữ pháp đầu tiên của chúng ta đã kết thúc. Tôi mong rằng các bạn đã hiểu rõ các cái cách dùng của từng cái cấu trúc ngữ pháp và có thể sử dụng thành thạo được nó, và chúng ta sẽ đạt được cái kết quả tốt trong cái kỳ thi sắp tới. Và tôi cũng mong rằng các bạn hãy cố gắng học thuộc những cái quy tắc sử dụng của từng cái cấu trúc ngữ pháp, và chúng ta hãy luyện tập bằng cách là vừa nói vừa viết ra giấy, và với những cái số lượng từ mà chúng ta biết, các bạn hãy tìm hiểu và hãy tự làm thêm thật nhiều những cái ví dụ để chúng ta có thể trau dồi được những cái sử dụng của các cái cấu trúc ngữ pháp này. Chúc các bạn thành công và chúc các bạn sẽ có được kết quả tốt trong những cái kỳ thi sắp tới. Xin chào và tạm biệt các bạn. 안녕하세요. 감사합니다. 수고하셨습니다.